nghĩa sĩ Tân Dân Chủ. Hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Ngày xưa trên quê hương tôi bao tốt đời bờ, mẹ vượt đại dương ra khơi lấy lên trên chiếc thuyền con, chỉ vượt đèo cao có bao gian lao thân xác đau mòn, còn lại người cha chúng ta nhân lên trong chốn ngục sâu, và giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn. Thank you.
dân ta đến một đời lầm than. Việt Nam tân dân chủ, chiều người đồng tâm đi tới khắp chốn muôn nơi, đem tâm huyết bò thắm núi sông, xóa mong đêm đêm cho dân có nhân quyền tự do. Vương chi tiền mưa, dân Việt Nam anh dũng kiên cường, tay trong tay ta nào ngại chỉ muốn phát ra khó. Chương trình Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Lào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể quý khán thính giả thân thương trong và ngoài nước. Chị em mốt thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liền, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Giang sơn biến, toàn dân tham chiến, đồng một lòng lửa tiến kiêu hùng, đập tan sông lược mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời, xương thịt nắm mỉm cười chín suối, hồn hăng say tiếp nối hy sinh, sông oanh liệt chết oai linh, lưu hương bất khuất vang danh xa gần. Tổ quốc vong thân đáng trọng, xác thịt tan dành sông dân thờ, voi hùng chết để cặp ngà, hồn thiêng xa bay nhưng da vẫn còn. Lòng tưởng kính hương hồn liệt sĩ, lặng cúi đầu quyết sẽ noi gương, muôn người dâng nén tâm hương, cầu hồn siêu thoát hằng thương giống nòi. Xin trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa,
Kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Chúng tôi xin thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, xin lại Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác thì phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Trân trọng kính mời quý vị cùng bắt đầu vào chương trình. Quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước, một đời này thì dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý giới chức, quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng toàn thể quý đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Tôi là thành viên của Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Xin chia sẻ đến quý vị 7 bài học căn bản để làm người chân chính. Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. 7 bài học căn bản để làm người chân chính. Bài học thứ nhất, học nhận lỗi, giúp ta tiến bộ và hoàn thiện hơn. Bài học thứ hai, học nhu hòa, giúp người nóng trở nên mềm, lưỡi mềm trở nên tâm nhu hòa. Bài học thứ ba, học nhẫn nhục, giúp ta biết hóa giải, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tập chịu đựng, không cần phải đối đầu với những tiểu tặc. Bài học thứ tư, học thấu hiểu, giúp ta hiểu đối tượng, tránh được tranh chấp, hiểu lầm và thị phi. Bài học thứ năm, học buông bỏ, xả, bằng thả. Trong bài học này, có 9 điều phải bỏ
Thứ nhất, bỏ tạp niệm dục vọng vì luôn làm ta bất an. Thứ hai, bỏ đố kỵ, ganh ghét, làm mất tâm lương. Thứ ba, bỏ tiêu cực, bi quan, sa sút, sợ hãi, dẫn đến không thành công và trở nên hành động khác người. Thứ tư, bỏ tính lười biếng, cần cù, siêng năng là tất yếu. Thứ năm, bỏ nóng giận, làm tổn thương người khác. Nóng giận là bản năng, tự nhiên. Kiểm soát nóng giận là bản lĩnh, chiến thắng bản thân. Thứ sáu, bỏ tự ngã, cái tôi, trung tâm điểm. Bất cứ ai cũng có thể thay thế ta. Thứ bảy, bỏ phiền não. Những việc không được như ý chiếm đa số và đến mỗi ngày. Biến phiền não thành điều để tôi luyện, để tiến xa, xuôi theo tự nhiên. Thứ tám, bỏ quá khứ, vì không thể thay đổi được, nhưng chỉ có thể tiếp nhận. Thứ chín, bỏ oán giận, vì làm mất nhân cách và mất ý chí. Không bao giờ, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mà luôn có thử thách. Bài học thứ sáu, học cảm động, thấy được sự không may của tha nhân, có tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, cảm thông. Bài học thứ bảy, học sinh tồn, thân thể khỏe mạnh, hành vi hiếu để và có lòng với con cái. Ghi nhớ, học làm người chân chính rất khó. Mỗi người sinh ra đều có giá trị của người đó. Hễ người nào sinh ra thì có chỗ riêng của người đó. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Trân trọng kính chào. Triều Thị Trinh xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Chúng tôi xin chuyển tải đến quý đồng bào thông báo từ Văn phòng Thường trực Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Biểu bốc 2807 Anaheim, Cali 92814. Thông báo toàn dân Việt cảnh thức. Ngày 17 tháng 11, 2020, kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm. Trong dịp kỷ niệm đệ nhị chu niên, Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân đăng quang làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ tam. Chúng tôi nhận rất nhiều lời chúc tụng tốt đẹp của quý tướng lãnh, đại biểu, thành viên và nhất là đồng bào Việt Nam đã gửi đến Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời rất nhiều thiệp mời và lời chúc tụng. Tính đến ngày 17 tháng 11, 2020, đã có 653.390 đợt người ghi tên đón Đức Quốc Công hồi hương, tức là có thêm 25.701 người ghi tên chỉ trong một tuần lễ tại trang mạng www.dontongthong.com. Xin ghi nhận và cảm ơn tất cả thịnh tình của quý vị và các bạn. Nhân đây, chúng tôi cũng xin cảnh tỉnh những ai còn mê muội nên nhận biết rằng cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ khóa 12
chỉ gồm có 493 người, do Đảng Cộng sản Việt Nam tự đưa ra, không do dân bầu, và chúng đã tự biên, tự diễn bầu lên Quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2015, cũng chỉ có 500 tên đảng viên Cộng sản tự đưa lên. Cho đến Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 hiện nay của chúng, cũng chỉ có 496 tên do khóa 13 bầu bán nhau, không hề do dân bầu lên. Không như Quốc hội khóa 1 của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, gồm 1.070 đại biểu, được chọn lựa từ 85.672 thành viên, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, dựa trên 6 triệu phiếu trưng cầu dân ý của người dân bầu chọn Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam là đại diện Việt Nam để thay thế cho bọn đầu sỏ Cộng đảng ngu muội tai sai tạo cộng. Do đó, cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chỉ là bù nhìn, tham quyền, cố vị, không đại diện cho nước Việt Nam và con người Việt Nam. Bọn chúng không có quyền hạn gì và chẳng có tư cách gì để bầu lên bất cứ một nhân vật nào để lãnh đạo nước ta. Mọi người Việt Nam đều thức tỉnh sáng suốt, không cần và chẳng phải tuân thủ bất cứ quy định hay luật lệ nào do bọn gian đảng, Cộng sản Quốc hội bù nhìn, tai sai tạo cộng này đưa ra. Trân trọng thông báo Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng tôi đã kết thúc phần thông báo từ Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào tạm biệt Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới. Thân ái, kính chào. Bài thơ Tụ Nghĩa Đường. Ta trở về đây tuệ ngát hương đồng khô hồ cạn luyện tâm thử thách anh hùng chi do các thi gian tổ nghĩa đường gốc một cành khô gom tám hương trời non là thăm mơ trổ muôn phương đợi chờ quốc vận cờ đào phất ngũ sắc hồi cô Đào Minh Quân thi bút Tụ Nghĩa Đường năm 1991. Kim Huỳnh
Trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, chúng tôi kính mời đồng bào nghe thông báo từ Chính phủ. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Đáng lẽ Cộng sản đã bị giải tán từ lâu rồi. Ngày 24 tháng 10 năm 2020, kính thưa đồng bào và quý thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dù khiêm nhường hay nhún nhường đến mấy, thì nhiều người cũng tự nhận thấy được rằng, trong hoàn cảnh phức tạp hiện nay của đất nước, sau khi Cộng sản đã chiếm miền Bắc hơn 3/4 thế kỷ và đã xâm lăng miền Nam hơn 45 năm, chúng đã hoàn toàn khống chế nước ta. Vì sau khi tẩy não được thế hệ thanh niên và giới lao động chủ lực của đất nước, với sự tuyên truyền xảo trá liên tục bằng cụm từ láo xạo nhưng cực kỳ tinh ma, thâm độc, gắn vào hình ảnh của Hồ Chí Minh, khiến cho tên Việt gian này trở thành một thứ cha già dân tộc. Dù sự thật y chỉ là một tên thổ phỉ, gián điệp Tàu Cộng, giả làm người Việt, cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, gây ra chiến tranh tàn phá, chết chóc, điêu linh, thống khổ cho cả đất nước và dân tộc chúng ta. Ngay từ thập niên 1945 cho đến 1954, Việt Nam đã chịu áp lực kinh tế, quân sự và chính trị từ ba phía thực dân Pháp, Trung Cộng và bọn Việt gian tay sai Cộng sản. Thêm vào đó, về mặt tâm lý, nếu theo Tây là bị Việt Cộng và Tàu Cộng bức hại, còn bị mang tiếng là cổng rắn cắn gà nhà, mà ngã theo Cộng sản sẽ trở thành những tên du kích khát máu. Còn quyết tâm độc lập đấu tranh như những đảng phái yêu nước, Duy Dân, Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ không có trường nào huấn luyện, thiếu thốn vũ khí, phương tiện eo hẹp. Nếu không nói về mặt chiến lược và mưu lược đều là do sự tự phát, lại không thể công khai, phải âm thầm chịu đựng, khiến cho nhiều chiến sĩ và đồng bào bị giam cầm, bị sát hại, mà không có lực lượng quốc tế nào can thiệp. Vì vậy, biết bao đảng phái quốc gia chân chính, đầy lòng yêu nước, đã phải khoanh tay, trở thành bất lực, để cho lũ Việt gian và Cộng sản cướp chính quyền. Dù chúng chỉ có những khẩu súng thô sơ, lấy của Tây hay do Nga, Tàu cung cấp. Ngay chính cựu Hoàng Bảo Đại, người duy nhất có tư thế và chính danh để tranh đấu cho nền độc lập và thống nhất quốc gia, cũng đành phải xuôi tay cho bọn thổ phỉ Vân Nam Hồ Chí Minh cướp chính quyền. Sau khi đã thành lập được Chính phủ Quốc gia, nhưng không thể tự chủ, phải nương vào khối Liên hiệp Pháp và thay đổi người lãnh đạo liên tục chỉ trong vài năm, từ Thủ tướng Trần Trọng Kim cho đến Thủ tướng Trần Văn Xuân, Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm, Bửu Lộc, vân vân, để rồi bị Cộng sản Việt Nam tuyên truyền biến việc thành lập Chính phủ Quốc gia, một việc quan yếu trọng đại, lại trở thành một chính phủ bù nhìn, làm chiêu bài của thực dân Pháp với ý đồ hợp thức hóa việc chúng xâm lược Việt Nam. Cũng như Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ba thế hệ Việt Nam công khai thành lập tại quận Cam, trung tâm thủ đô người Việt tị nạn Cộng sản, đã được Hoa Kỳ và khối Liên hiệp 27 quốc gia tại Âu Châu gửi công hàm liên lạc mời hợp tác
đã bị Việt Giang Cộng sản tuyên truyền là tự phong, là chính phủ ma. Nhưng lần này, chúng thất bại chua cay, nhục nhã vì sách lược, duy thật, lật cộng, đã biến Việt Giang Cộng sản trở thành những tên hề không có sân khấu, không có người Việt chân chính nào ủng hộ. Lần này, Cộng sản Việt Giang phải đối đầu với khắc tinh của chúng. Những trò tinh ma, xảo trá, không nói có nói không, tuyên truyền giả dối, không còn hiệu quả, nên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không những tồn tại hơn 30 năm mà còn khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang được toàn dân trông đợi. Nhớ bài học xưa của thời 1945, bắt đầu từ việc cựu trùm mật thám Pháp ở Đông Dương là Cousseau đã tiếp xúc với Bảo Đại tại Hồng Kông năm 1947 để ngỏ ý rằng Pháp sẽ hỗ trợ ngài về nước nắm quyền, hình thành nên giải pháp Bảo Đại. Sau đó, ngày 7 tháng 12 năm 1947, tại cuộc họp trên tàu chiến Pháp ở Vịnh Hạ Long, Bảo Đại và Pháp đàm phán rồi ký kết Hiệp ước Sơ bộ Vịnh Hạ Long. Hiệp ước thể hiện sự đồng thuận của hai bên về việc thành lập quốc gia trên cơ sở nguyên tắc độc lập và thống nhất của Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp. Dựa vào sự kiện cựu Hoàng Bảo Đại ký kết thỏa hiệp với Pháp, đã bị cái gọi là tòa án của bọn bán nước, tay sai Tàu Cộng kết tội ngài là phản quốc năm 1948. Dù chỉ là một bản án vu vơ, không có giá trị, nhưng đã khiến cho cựu Hoàng không chịu được áp lực của dư luận. Do bọn truyền thông bất lương đánh phá dữ dội, nên chán nản bỏ cuộc, đã giao chính quyền đầy xáo trộn cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm toàn quyền giải quyết. Dù tình hình quốc gia đầy phong ba bão táp, nhưng với tâm chính trực, trí minh mẫn và lòng yêu nước thiết tha, chí sĩ Ngô Đình Diệm đã lèo lái con thuyền quốc gia vượt qua giông bão để thành lập đệ nhất Cộng Hòa, cùng toàn dân miền Nam nỗ lực tái thiết đất nước, trở thành hòn ngọc Viễn Đông. Chỉ sau vài năm cầm quyền, chính Tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng yêu cầu đồng minh Hoa Kỳ để chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa tự điều khiển lấy cuộc chiến đấu chống Cộng sản. Nhưng Hoa Kỳ lại không chấp thuận. Do đó, sau một loạt các vụ biểu tình bất bạo động của một nhóm Phật giáo đã bị bàn tay tinh ma, xảo quyệt của Cộng sản Việt Nam trà trộn, sách động, gây ra những bất ổn chính trị nghiêm trọng tại miền Nam. Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị sát hại trong một cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 do những tên cận tướng gia nô bị mua chuộc vì làm mưu gian trá của Cộng sản. Kể từ sau cuộc đảo chánh năm 1963, tình hình quân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trở nên tồi tệ. Kể từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, Cộng sản Bắc Việt chuyển từ du kích chiến sang trận địa chiến quy mô, sau khi chúng đã chiếm được phần lớn vùng nông thôn hẻo lánh, nơi mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa khó kiểm soát được. Từ đó, chúng mới có khả năng mở những trận đánh lớn như tại Bình Giã, Đồng Xoài, vân vân. Vì vậy, để chủ động áp dụng chiến lược sử dụng miền Nam Việt Nam như là tiền đồn chống sự bành trướng của khối Cộng sản, chính phủ Hoa Kỳ kể từ năm 1965 đã đưa vào chiến trường miền Nam hơn 500.000 binh sĩ, đồng thời cho máy bay tàu chiến ném bom oanh tạc dữ dội tại miền Bắc. Với chiến lược đó, Hoa Kỳ hy vọng giải quyết nhanh chóng cuộc chiến tranh Việt Nam vì họ quá tự tin vào tiềm lực quân sự của mình mà không tiên liệu được những khó khăn gây ra do loại chiến tranh du kích của Cộng sản.
Theo đó, cộng quân chỉ sử dụng những đơn vị nhỏ để phá hoại, tấn công nhanh và rút lui nhanh. Lại nữa, địch quân ít khi chịu xuất đầu lộ diện mà thường lẫn trốn trong nhà dân quê để bắt họ làm bia đỡ đạn cho chúng. Với chiến thuật này, do Cộng sản áp dụng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội đồng minh rất khó mà phân biệt được đâu là địch, đâu là thường dân vô tội, khiến cho việc đánh trả bị hạn chế. Điều chúng tôi muốn nói ở đây là sự hiện diện của quân đội đồng minh tại chiến trường miền Nam Việt Nam cũng là lý do để Cộng sản Việt Nam tuyên truyền làm Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta mất phần nào chính nghĩa trong cuộc chiến đấu chống Cộng. Đây cũng là thảm trạng của một nước bé nhỏ như Việt Nam Cộng Hòa trước một đồng minh hùng mạnh như Hoa Kỳ. Nếu chúng ta bị lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài trợ quân sự lẫn kinh tế của họ, việc lật đổ nền đệ nhất Cộng Hòa của nhóm tướng lãnh do Dương Văn Minh cầm đầu năm 1963 không phải là không có chủ mưu. Vì ngay sau khi cầm quyền, bọn đảo chính lập tức cho dẹp bỏ quốc sách ấp chiến lược do Tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ đạo, tạo cơ hội cho Cộng sản trà trộn vào thôn quê quấy rối, khiến dân chúng bất an, lo sợ, giúp cho bọn Cộng sản miền Nam cài cắm gián điệp của chúng vào hàng ngũ quốc gia, gây tình trạng bất ổn chính trị. Trong lúc viện trợ quân sự và kinh tế của đồng minh dành cho Việt Nam Cộng Hòa ngày càng hạn chế, thì Cộng sản Việt Nam càng được Nga, Tàu chi viện dồi dào về vũ khí, đạn dược, nên bộ đội Việt Cộng càng ngày càng chiếm ưu thế trên trận địa và dễ dàng áp dụng thủ đoạn lấy nông thôn bao vây thành thị. Lại thêm, bọn Mặt trận Giải phóng miền Nam là một lực lượng côn đồ, tàn bạo do Cộng sản Việt Nam kết nạp tại miền Nam, cùng với những tên khoa bảng ấu trĩ, tiết máu xương đã chạy theo núp bóng Cộng sản, liên tục gây bất ổn xã hội cho đến khi Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu được bầu lên làm Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa ngày 1 tháng 9 năm 1967, thì tình hình xã hội tạm lắng dịu. Nhưng trên các mặt trận thì Việt Cộng đã chuyển từ du kích sang trận địa chiến. Vừa giả dạng là nông dân lại là du kích, núp dưới danh nghĩa thường dân, trốn sau đàn bà, trẻ em để tấn công quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, dù chiến sĩ chúng ta rất anh dũng và quyết liệt chống trả, nhưng mũi súng đã bị hạn chế vì thiếu đạn dược. Cuối cùng, chính phủ đệ nhị Cộng Hòa chỉ tồn tại đến ngày 21 tháng 4 năm 1975. Sau đó, Dương Văn Minh được Cộng sản Việt Nam cài cắm lên nắm chính quyền một cách phi pháp, không do dân bầu lên, đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ đó, đất nước ta hoàn toàn lọt vào bọn quỷ đỏ gian đảng Cộng sản Việt Nam, tay sai Tàu Cộng. Lần này, với thủ đoạn cực kỳ thâm độc và tàn ác hơn, lấy củi đậu, nấu đậu, dùng người Việt trị người Việt, chúng dựng lên một nhà nước ma mị tên gọi là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với một quốc hội bù nhìn do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu, đã tiêu diệt gần hết tất cả những đảng phái quốc gia, đã cầm tù, sát hại những nhà ái quốc, những ai dám đứng lên tranh đấu cho sự độc lập, tự do, thịnh vượng của xứ sở. Từ đó, Việt Nam hoàn toàn mất hẳn chủ quyền, chỉ còn là một thuộc địa của Tàu, không hơn không kém. Nên chẳng còn ai dám mơ tưởng có ngày quốc gia được vãn hồi và chủ quyền đất nước được hồi sinh. Sức chống cự của sĩ phu hào kiệt đương thời lần hồi liệm dần. Trí thức, khoa bảng cũng khôn ngoan tìm đường quanh co với những chiêu bài tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, cho tự do tôn giáo, binh vực dân oan, dân khiếu,
vân vân, nhưng không hề dám nói đến việc đương đầu với Tào Cộng hay triệt tiêu chế độ vô thần Cộng sản, hoặc tham gia ký đạp mặt tên Việt Giang, Hồ Chí Minh, gián điệp Tào Cộng là căn nguyên của mọi tội ác đối với nhân dân Việt Nam. Chỉ còn những nhà ái quốc quyết liệt nhất định không chấp nhận Cộng sản. Tiếc thay, họ chỉ là những phản kháng lẻ loi, một số đã bị tù tội, phải trốn tránh hoặc phải tranh đấu dưới những chiêu bài từ thiện, thậm chí chỉ còn là những hoạt động cứu trợ xã hội, không hơn, không kém. May mắn thay, từ trong tâm tối, tuyệt vọng, từ hoang tàn, đổ nát, đã tôi luyện, đã sản sinh ra một chiến sĩ dân tộc gan dạ, quả cảm, có sức chịu đựng kiên trì, có trí tuệ minh sáng, có lòng tận tụy, yêu nước, thương dân vô bờ bến. Một người có tấm lòng chân thành, giản dị trung kiên với quốc gia, biết lắng nghe, biết an ủi, biết chia sẻ, biết đồng cam cộng khổ, biết kết nối những bi thương, những giọt mồ hôi, những dòng nước mắt thành sức mạnh thần thánh tuyệt vời, biết gom góp những hạt cát, những giọt nước tụ trên nguồn từ những người con yêu quý của Tổ quốc Việt Nam đang ly hương tị tổ tại nhiều nơi trên toàn thế giới và tại quốc nội, để tụ họp thành những quyết tâm chan chứa yêu thương và hy vọng. Từ trên nguồn sẽ đổ xuống để cuốn phăng đi những rác rến tội ác. Người đã làm rung động những con tim chân thành, những thiếu phụ khóc thầm trong đêm tối, những thanh niên, thiếu nữ, ưu tú của Tổ quốc, những chiến sĩ dày dạn phong xương, những người con thân yêu của mẹ Việt Nam. Với niềm dạt dào xúc động, với khối óc minh mẫn, bừng sáng lòng ái quốc, tràn đầy khí thế của một Việt Nam kiên cường, bất khuất, anh dũng, đã có trên 4.000 năm văn hiến đang trỗi dậy, sục sôi trong huyết quản. Đó là người mà dù mùa đông giá rét hay hè nóng cháy da, vẫn kiên trì, miệt mài với những đồng nghiệp, những chiến sĩ quốc gia, những nhà ái quốc, những anh thư hào kiệt Việt Nam, quyết tâm tranh đấu, phục vụ Tổ quốc với tấm lòng yêu thương chân chính, dạt dào. Đó là người mà đồng bào đã yêu mến, nhìn nhận, ban cho tước hiệu là Đức Quốc Công, đã được hàng triệu người Việt Nam trên khắp thế giới và tại nội địa tín nhiệm, trưng cầu dân ý, bầu lên làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài đã cùng những nhà ái quốc triệt hạ thần tượng giả hiệu Hồ Tặc và đã đanh thép khẳng định rằng tà thuyết Cộng sản của ngoại nhân do Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam đáng lẽ phải cáo chung từ lâu rồi, nhưng bởi dân ta ngộ nhận nuôi dưỡng nên họa này mới tồn tại cho đến hôm nay. Chỉ cần người dân đừng sợ hãi, nhìn rõ vào sự thật, không hợp tác với chúng thì Cộng sản phải tan rã. Với một chủ trương nhân đạo, độ lượng, Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã nhấn mạnh, những ai lầm đường biết thức tỉnh đều được khoan hồng, đại ân xá, được bảo toàn tính mệnh, danh dự và tài sản hợp pháp. Bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Đức Quốc Công cũng đã dạy rằng, đất nước là chung, không của riêng ai. Điềm nhiên tọa thị sẽ bị nô lệ diệt vong. Dân tộc ta có quá nhiều nhân tài, hiền sĩ, không thể để cho đồng bào tiếp tục chịu đau thương, tủi nhục, cuộc sống còn thua loài cầm thú. Đã đến lúc phải cùng nhau đem trí tuệ và tâm huyết, chung vai góp sức, hành động để dẹp bỏ chế độ tà quyền Cộng sản, thì đất nước mới tiến vào kỷ nguyên tân dân chủ, mới đem đến cho toàn dân một cuộc sống thăng hoa, cùng nhau chung hưởng hạnh phúc, thái bình, thịnh trị. Hiện nay,
Tàu Cộng đã khống chế toàn bộ lũ đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, chỉ cho những tên lú lẫn, đần độn tham lam lên cầm đầu cái gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội bù nhìn để lường gạt quốc dân và quốc tế. Chúng đã xả độc bô xích Tây Nguyên làm thối đất, thải cặn bã từ nhà máy Formosa, diệt ngư trường, xả lũ, gây lục, bán thức ăn hư thối, làm gây bệnh, tuôn độc trùng Vũ Hán, tạo ung thư, lại khống chế thượng nguồn sông Cửu Long, khiến nước biển tràn vào đồng bằng Nam Bộ, từ từ hủy diệt mầm sống của dân ta. Đã đến lúc toàn dân không thể nín lặng, phải tự chủ đứng lên, mạnh mẽ vùng dậy, chỉ có người Việt Nam mới cứu được nước Nam. Dân vì quý, ý dân là ý trời. Tuy chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không tự ý quyết định quốc sách, chỉ sẵn sàng tuân hành các mệnh lệnh chính đáng của toàn dân, nhưng chúng ta có chính nghĩa, có dân bầu, bao gồm những thanh niên, thiếu nữ ưu tú của Tổ quốc, những chiến sĩ dày dạn phong xương, những người con thân yêu của mẹ Việt Nam, với niềm tin dạt dào xúc động, với khối óc minh mẫn, bừng sáng lòng ái quốc, tràn đầy khí thế của một Việt Nam kiên cường, bất khuất, anh dũng, đã có trên 4.000 năm văn hiến đang trỗi dậy, sục sôi trong huyết quản, lại có Hoa Kỳ và quốc tế song hành, đang là sự kinh hoàng của Cộng đảng. Chúng ta chính là chỗ dựa tinh thần, là chiếc phao giữa biển khơi của đồng bào Việt Nam hôm nay. Nhất định chúng ta không để cho một tên giặc cộng nào dám đạp chân lên đầu mẹ Việt Nam, không cho chúng cướp của, giết người, không cho chúng hiếp đáp người già yếu, thô bỉ với các em gái Việt Nam, không để chúng tàn bạo trấn áp thanh niên Việt Nam như những lao nô, không cho chúng bịt miệng dân ngoan, dân khiếu, không để chúng lùa dân ta lên rừng sâu núi xa như bầy thú hoang. Mùa đông sắp đến để báo hiệu cho xuân về, toàn dân đang chờ đón mùa xuân mới, xuân cộng hòa, xuân yêu thương, hy vọng và đoàn kết. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đang đem lại bình minh cho nước Việt. Toàn dân, toàn quân Việt Nam hãy chuẩn bị cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lật qua trang sử mới, vẻ vang cho nòi giống lạc hồng. Xin kính chúc Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, quý tướng lãnh, đại biểu, đồng nhiệm, thành viên trong chính phủ, quý chiến nghĩa hữu Việt Nam Tân Dân Chủ trong và ngoài nước, cùng toàn gia quyến luôn được an khang, thuận lợi, mã đáo thành công, để cùng nhau lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Cùng nhau chúng ta cất cao lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Nguyện xin Thượng Đế, Trời Phật luôn gia hộ, độ trì, ban bình an và thành công cho sứ mệnh diệt tiệt chế độ Cộng sản của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, để đem ấm no, hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam. Trân trọng, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Ghi chú, bài viết này dựa theo lời dạy của Đức Quốc Công đêm 23 rạng 24 tháng 10 năm 2020 trong phòng FCC. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và bình an. Trân trọng, kính chào. Bài thơ Sấm Thiên Thơ.
ác ma rồi sẽ tan binh, cờ đào rồi sẽ xuất chinh hồi đình. Minh quân là chữ trên mình, mượn thân để dừa tâm đình tai sinh. Ai kia tiền kiếp thiên tinh, kiếp này sẽ nhận anh minh mở lòng. Nhìn ra lẽ đạo rồng rồng, chẳng ngờ chẳng vực tấm mơ lòng thẳng ngay. Thánh vương phù trợ sớm ngày, mai kia long hồi sớm vầy hoa đăng. Chờ khi minh chúa nhọc nhằn, người xa kẻ lắm mới cần hiền lương. Trang 8 phần 6. Tại đại hội này thật là một vinh dự cho cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta khi nhìn thấy lá quốc kỳ chính thức rạng rỡ phất phới trên khán đài quốc tế, là bằng chứng của sự thất bại nhục nhã chua cay của bọn cộng sản Việt Nam đang bị khinh bỉ và xua đuổi trong cộng đồng nhân loại, ngay tại các quốc gia mà Việt Cộng đã từng rêu rao là các nước anh em trong khối Xô Viết trước đây. Announcing a representative from the national government of Vietnam, a young lady that's going to have a few words for you, and her name is Anne. Anne? Good evening, ladies and gentlemen. My name is Tina Dow, a member of the New Vietnamese Democracy Movement. I am honored and glad to be here today to present to you this letter from the Prime Minister of the National Government of Vietnam to send to all of you. To Ukrainian, the heroes of freedom, democracy, and independence. To all friends, heroes, who are demanding and supporting democracy and independence. On behalf of the National Government of Vietnam, and the friendship between Vietnamese and Ukrainians, we are sending to you our best wishes for a successful campaign for Ukrainians' declaration of independence. We are fighting for the freedom, the new democracy, the peace, and the order of the whole world, and also the future of ourselves and our children. Communism must be eliminated.
communism! Down with the communists! Down with the communists! We must hold together our loving freedom and independence peoples. Our country must be prosperous, and our children should not have to suffer anymore like we are. They must be born and to grow into manhood with smiling, brightened, cheerful, morality, and sufficient. No one can stop this basic right of the people. No one can extinguish this fire in the hearts of the people. The end of communism has come. We hope that all people suppressed by communism and all the freedom and new democracy, loving people would become allies to support the common cause of mankind, to overthrow the last remnants of communism. In a happy day like today, we wish all of you, our friends, to be successful in peace and expand because of your bravery, your energy, and your intelligence. Long live friendship of the loving freedom and new democracy people. From the Prime Minister of the National Government of Vietnam, Dao Minh Quan. God bless you all. Thank you. Thank you, Gina. Trên cho một ngày về Việt Nam trong niềm tin mới, hòa bình
bình dâng cho toàn thế giới, khắp ba miền đánh cho tan quân bảo tàng. Lòng dân hôm nay xôn xao vì nghe tin trên non cao, đoàn trai trước đi năm xưa nay về đó. Tình yêu mang trên ba lô lùa tan đi quân tham ô, về giải phóng là về đất xây quê xưa. Rồi một mai đang sáng trưng khắp quê nhà mơ hồi mừng, làng thôn ta không còn tiếng súng, giặc còng kia không còn đất sông, sáng lên rồi nắng lên rồi quê Việt hùng. Đoàn ta nên chúc tay nhau, đường xa nên bon chân mau, còn dân ngóng trông anh em ta từng phút. Thù sâu ta theo sương mai, tình yêu muôn năm không phai, ngày giải phóng là ngày máu xương thôi xưa. Minh quân chuẩn bị hồi hương, toàn dân phấn khởi mến thương dân Tràm. Công an bộ đội quy mau, cùng nhau đoàn kết đuổi tàu lập công. Chúng ta nòi giống lạc hồng, trời Nam bền vững con rồng cháu tiên. Trang ccdi.com giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin vào mẫu có sẵn. Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số căn cước và những thông tin liên lạc như Facebook, email, số điện thoại và người giới thiệu. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung đô than tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào vinh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Sau đó chọn có hoặc không, đồng ý chọn có, không chọn không. Đồng ý tham gia chọn có, không thì chọn không. Xác nhận thông tin đúng sự thật, chọn có, kiểm tra lại thông tin và ấn gửi. Một thông báo sẽ xuất hiện, ghi lại mã số này, để có quyền lợi cho mai sau. Người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước. Hãy chuẩn bị cờ vàng, cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do, Canh Tí 2020. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân, trưng cầu dân ý bầu đào minh quân.